Ủa alo, miếng bánh kem xinh cậu hả? Không phải nha mấy bà ơi, đây là set kem nền với phấn phổi xinh lớp nha. Này nội đi chung, nhìn vậy thôi chứ ok lắm nha mấy bà. Kem nền thì mỏng nhẹ, phấn phổi thì kìm nhộng áp lắm nha. Một set nhỏ gọn giúp mấy bà mang đi du lịch, đi chơi, đi làm đều được nha. Bánh nội địa trung và túi nhân phẩm cùng tôi nè mấy bà ơi. Tập này dài nên là tôi chia thành nhiều tập unbox nha mọi người ơi. Đầu tiên là một hộp bánh gấu dâu nha, với lại rất là nhiều loại bánh khác hàng nội địa trung nha mọi người. Ta-da, đây là hộp bánh gấu dâu. Ai fan gấu dâu giơ tay nè. Tôi là một trong những tín đồ gấu dâu nha mấy bà. Bây giờ khui ra bên trong xem thử đây là bánh gì nha. Rồi quá trời là hấp dẫn, chờ đợi hồi hộp luôn á. Đây chính là bánh gấu dâu, cái bánh hình gấu dâu bên trong nha mọi người, là gấu dâu bánh quy. Bên ngoài vỏ thì nó giòn, bên trong thì kem dâu ăn cũng béo béo bùi bùi nha, cũng dính lắm nha mấy bà ơi. Còn gì nữa đây, hẹn mấy bà tập sau. Unbox bánh nội địa trung phần 2. Đầu tiên là sẽ unbox bánh bông lan nha mọi người. Bánh bông lan hàng nội địa trung này bên trong có nhân kem nữa nha mọi người nha. Bánh bông lan hàng nội địa trung thì nó sẽ rất là mềm, nó sẽ không bị khô nha mấy bà. Ăn vô nó cũng dính lắm luôn đó. Bánh bông lan mềm, mùi vị trứng trong đây rất là béo. Tiếp theo là một cái loại bánh trứng mọi người ơi. Bánh này nó lạ mọi người. Cái vỏ bên ngoài lụm có mè đen rồi một lớp giống như trứng cứng gì mọi người. Bên trong là một cái lớp nhân, nó cũng hơi cứng mọi người, nhưng mà ăn rất là dính. Túi nhân phẩm đồ ăn vặt nội địa trung nè mấy bà ơi. Đây là túi nhân phẩm tôi mua chỉ có 30k thôi mấy bà, mà tận tới 5 đến 10 món nha. Hôm nay mọi người cùng theo tôi xem trong đây có gì nha. Một bịch kẹo trái cây 4 mùa, kẹo chua nhất thế giới, bánh trứng nhân tan chảy, kẹo sữa viên sỏi, kẹo bò hút, bánh xì nách nhân dâu, kẹo bánh quy, thạch thỏ hồng, và cuối cùng là kẹo dưa hấu nha. Ăn thử kẹo chua nhất thế giới như thế nào? Xưa giờ thì tôi thấy review cái kẹo này rất là nhiều rồi, nhưng mà chưa thử. Thì hôm nay tôi sẽ ăn thử kẹo này để xem thử cái kẹo này nó chua cỡ nào nha mọi người. Trời ơi, cảm nhận đầu tiên là ăn vô cái viên kẹo nó chua giống như phèn chua vậy mọi người. Nhưng mà mọi người ơi, mọi người chỉ cần ăn một chút xíu thôi thì cái ruột bên trong của nó ngọt ngọt nha mọi người. Cuối cùng là tôi unbox ngay và liền cái ly tôi mua chỉ có 19k nha mấy bà ơi. Tôi thấy cái ly này nó rẻ mà nó cute á mọi người á, màu hồng hồng xinh nên là tôi mua luôn. Combo ly với lại ống hút luôn mà chỉ có 19k thôi. Bà nào mà hay uống nước ở nhà nên là múc ly giùm tôi cái ly này nha.